Nam, nhân dân Việt Nam, khắc ghi sâu điều thiêng liêng Bác dạy, sắt son lời thề tận trung với Đảng, sắt son lời thề tận hiếu với dân. Dòng thời gian còn in đậm dấu chân người cựu công an suốt đời công hiến, đấu quan mồ hôi máu xương gian khổ cho tổ quốc mình đẹp mãi như mùa xuân. Hội cựu công an nhân dân chúng tôi là ngôi nhà chung thắm tình đồng đội, về với quê hương vui xây đời mới, hôm mãi không ca cuộc sống lạc quan yêu đời. Mở đầu chương trình xin kính mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Tự hào mang tên Lê Chân, nhạc và lời Đức Chính, âm vang Hải Phòng, nhạc và lời Tùng Ngọc, biểu diễn hợp ca nam nữ câu lạc bộ. Ngàn xưa, vùng đất An Biên hôm nay đang ngời sang trong buổi mới. Từ cầu bên xuôi An Dương mà nụ cười, ánh mắt thân thương, dòng đời cho dân sinh sôi trong an bình thành phố tháng nọ. Lê Chân, mảnh đất kiên trung dẫu qua một thời phong thủ, nơi đây còn với nước non chiến công bao trang liệt thổ. Lê Chân, nước mới thanh thang chuyến xe muôn người đi về, nghe vui tôn tiếng bay reo vang vang ngàn khúc ca. Lê Chân, mảnh đất kiên trung dẫu qua một thời hoang vu, nơi đây còn với nước non chiến công bao trang liệt thổ. Lê Chân, nước mới thanh thang chuyến xe muôn người đi về, thắng lợi tương bừng ngày hội toàn dân,
ra đi đã nhiều năm tháng, qua bao gian lao chiến đấu hy sinh vì nước quê thân vì dân quê mình. Hôm nay ta lại dựng xây ngôi cựu công an nhân dân Việt Nam, ra đời trong cách mạng bảo vệ an ninh đất nước thanh bình. Dưới cờ đảng quang vinh, những thế hệ bên nhau kề vai tiếp bước cho non sông mãi mãi rạng ngời. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an nhân dân, lớp anh trước lớp tôi sau, mang hạnh phúc cho dân, làm lẽ sống cho mình. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an năm xưa, mây tóc đã bạc màu nhưng vẫn yêu đời, cùng nhau ta hát bài ca hồi cựu công an nhân dân Việt Nam. Đường ta đi đã nhiều năm tháng, qua bao gian lao chiến đấu hy sinh vì nước quê thân vì dân quê mình. Hôm nay ta lại dựng xây ngôi cựu công an nhân dân Việt Nam, ra đời trong cách mạng bảo vệ an ninh đất nước thanh bình. Dưới cờ đảng quang vinh, những thế hệ bên nhau kề vai tiếp bước cho non sông mãi mãi rạng ngời. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an nhân dân, lớp anh trước lớp tôi sau, mang hạnh phúc cho dân, làm lẽ sống cho mình. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an năm xưa, mây tóc đã bạc màu nhưng vẫn yêu đời, cùng nhau ta hát bài ca hồi cựu công an nhân dân Việt Nam. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an nhân dân, lớp anh trước lớp tôi sau, mang hạnh phúc cho dân, làm lẽ sống cho mình. Ơi đồng chí ơi, người chiến sĩ công an năm xưa, mây tóc đã bạc màu nhưng vẫn yêu đời, cùng nhau ta hát bài ca hồi cựu công an nhân dân Việt Nam. Hồi cựu công an nhân dân Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, thực hiện nghi lễ. Chỉnh đốn trang phục xong. Tôi, thượng úy Lê Văn Thể, trực ban đại hội, báo cáo đồng chí Trần Thu Hương, thành ủy viên, bí thư quận ủy, quận Lê Chân, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dự đại hội có mặt đủ đội ngũ chỉnh tề. Xin kính các đồng chí. Dọn. Chào cô! Chào!
lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, tại phiên họp chủ bị ngày 11 tháng 8 năm 2024, đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thực hiện các nội dung sau. Thứ nhất, đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch. Đại hội gồm 5 đồng chí. 1. Đồng chí Đại tá Ngô Thiết Khang. 2. Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Lung. 3. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Chính. 4. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân. 5. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Lân. Thứ hai, đại hội bầu ban chấp hành, bầu ban thư ký gồm 2 đồng chí. 1. Đồng chí Thượng tá Hoàng Phượng. 2. Đồng chí Thượng tá Bùi Thị Vinh. Thứ ba, đại hội thông qua chương trình, nội quy làm việc và quy chế bầu cử đại hội. Thứ tư, đại hội nghe báo cáo nội dung điều lệ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Sau đây, xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, ban thư ký lên làm việc. Trân trọng kính mời các đồng chí. Đại biểu, kính thưa đại hội, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Hội Công an Nhân dân Việt Nam, xin lỗi, và lãnh đạo Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, căn cứ quyết định số 2512 ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, được sự nhất trí, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Quận Lê Chân và Đảng ủy, lãnh đạo Công an Quận Lê Chân, hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quận Lê Chân long trọng tổ chức đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Cỏ, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an Quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Phạm Gia Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện cho Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ, các đồng chí chỉ huy chuyên viên phòng tổ chức cán bộ Công an thành phố, đại biểu Quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Phạm Tư Thứ, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an Quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, Phòng Nội vụ và Hội
cựu chiến binh quận Lê Chân. Đại biểu công an quận Lê Chân xin trân trọng giới thiệu đồng chí thượng tá Trần Đình An, ủy viên ban thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy, trưởng công an quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Trần Văn Bé, nguyên ủy viên ban thường vụ quận ủy, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên trưởng công an quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong đảng ủy, lãnh đạo công an quận, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công an quận qua các thời kỳ, đội trưởng các đội nghiệp vụ, trưởng công an 15 phường và trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc công an quận. Đại biểu cơ sở xin trân trọng giới thiệu các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường thuộc quận Lê Chân. Đại biểu hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Ngô Thiết Khang, nguyên ủy viên ban thường vụ quận ủy, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên trưởng công an quận Lê Chân, trưởng ban vận động thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân. Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu là thành viên ban vận động thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân và 135 hội viên tiêu biểu là sĩ quan, cán bộ công an nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn quận Lê Chân, đại diện cho gần 700 hội viên đầu tiên tham gia thành lập hội. Dự và đưa tin về đại hội có phóng viên các cơ quan tuyên truyền, đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, truyền hình công an nhân dân, chuyên đề an ninh Hải Phòng, cổng thông tin điện tử công an thành phố, cổng thông tin điện tử quận Lê Chân. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Ngô Thiết Khang thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Trung Ương, thành ủy viên, bí thư quận ủy Lê Chân. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Tân, phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân quận. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Lê Chân. Kính thưa đồng chí Phạm Gia Dân, phó chủ tịch thường trực hội cựu công an thành phố Hải Phòng. Kính thưa đồng chí Trần Đình An, ủy viên thường vụ, trưởng công an quận Lê Chân. Và kính thưa các đồng chí trưởng phó công an quận Lê Chân qua các thời kỳ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các đại biểu, kính thưa đại hội. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội, đại hội thành lập cựu công an nhân dân Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là niềm vui phấn khởi đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an hưu trí nói riêng. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân thành phố, thường trực quận ủy, các phòng chức năng của ủy ban nhân dân quận và đảng ủy lãnh đạo công an quận Lê Chân quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc tiến tới đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân. Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Hôm nay, đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc, triệu tập 135 đại biểu
đại diện cho gần 700 hội viên đầu tiên tham gia thành lập hội theo ban vận động. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền quận và nhân dân toàn quận Lê Chân tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chiến công mới chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 19 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại hội có các nhiệm vụ. Đại hội sẽ nghe báo cáo khái quát quá trình thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, thống nhất biểu quyết thừa nhận và hoạt động theo điều lệ của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã đề ra do Bộ Nội vụ phê duyệt, thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2024-2029, bầu ban chấp hành, bầu ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo khác của Hội thông qua nghị quyết của Đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội thành lập Hội Cựu Công an quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân trân trọng cảm ơn Hội Cựu Công an thành phố, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Lê Chân, ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, đảng ủy lãnh đạo công an quận Lê Chân và các đơn vị tặng những bó hoa tươi thắm đầy ý nghĩa, thể hiện được sự tin tưởng vào ngày thành lập đại hội. Xin trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe các đồng chí. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí thượng tá Nguyễn Mạnh Dũng, trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu nên thông qua trước đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đại hội, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội như sau. Thứ nhất, về đại biểu, tổng số đại biểu được triệu tập là 135 đồng chí, trong đó đại biểu thành viên ban vận động 25 đồng chí, đại biểu cho ban vận động giới thiệu và các đồng chí tự nguyện tham gia 110 đồng chí, tổng số đại biểu có mặt 135 đồng chí, vắng mặt không. Thứ hai, về tuổi đời, đại biểu từ 56 đến 60 tuổi 42 đồng chí, bằng 31,1%. Đại biểu từ 61 đến 65 tuổi 47 đồng chí, bằng 34,81%. Đại biểu từ 66 đến 70 tuổi 31 đồng chí, bằng 22,96%. Đại biểu từ 70 tuổi trở lên 15 đồng chí, bằng 11,1%. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất 2 đồng chí, sinh năm 1945. Thứ ba, về cấp bậc hàm nương và tương đương, đại tá 5 đồng chí, tỷ lệ 3,1%. Thượng tá 127 đồng chí, bằng 97,07%. Trung tá 3 đồng chí, tỷ lệ bằng 2,22%. Thứ tư, về trình độ, đại học 61 đồng chí, bằng 45,1%. Cao đẳng và tương đương 74 đồng chí, bằng 54,82%. Thứ năm, về chức vụ trước khi nghỉ hưu, đại biểu nguyên trưởng phòng và tương đương 2 đồng chí, bằng 1,5%. Đại biểu nguyên phó trưởng phòng và tương đương 1 đồng chí, bằng 0,75%. Đại biểu nguyên đội trưởng và tương đương 31 đồng chí, bằng 22,96%. Đại biểu nguyên phó đội trưởng và tương đương 43 đồng chí, bằng 31,85%. Ban thẩm tra tư cách đại biểu nhận thấy
toàn thể 135 đại biểu dự đại hội đều đủ tư cách dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2029. Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính trình đại hội xem xét quyết định. Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày xong báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2029. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết. Vâng. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu nhất trí kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo tóm tắt quá trình thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng và Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Kính thưa đại hội, chiều theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ chiến sĩ công an hưu trí, mong muốn có một tổ chức hội thống nhất để tập hợp hội viên là Hội Cựu Công an Nhân dân nhằm động viên, chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã nhiều lần quan tâm, chỉ đạo, nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cụ thể. Ngày 16 tháng 1 năm 2007, Đảng ủy Công an Trung ương có tờ trình số 10 báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Hội Cựu Chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam với tính chất là hội đoàn thể chính trị xã hội. Tiếp đó, đến các năm 2008-2010, Đảng ủy Công an Trung ương đều có tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Hội Cựu Sĩ quan Công an Hưu trí. Ngày 15 tháng 4 năm 2010, Bộ Chính trị ra thông báo số 324 kết luận về việc thành lập Hội Sĩ quan Công an Hưu trí. Hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau, trước mắt tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ công an hưu trí hiện nay, giao Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu báo cáo Bộ Chính trị. Ngày 8 tháng 4 năm 2011, Văn phòng Chính phủ có công văn số 345 thông báo về đề án Hội Sĩ quan Công an hưu trí do Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong chương trình làm việc năm 2011. Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 3266 về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Hội Sĩ quan Công an Hưu trí, gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an về việc thành lập và thành lập tổ biên tập gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, công vụ phòng trở lên. Ngày 3 tháng 4 năm 2012, Đảng ủy Công an Trung ương có tờ trình số 52 báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ về đề án thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là đoàn thể chính trị xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức hội có 4 cấp theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ có ý kiến về cơ cấu, về cơ sở pháp lý quy định thành lập tổ chức hoạt động hội là hội đoàn thể chính trị xã hội là chưa có. Ngày 22 tháng 9 năm 2014, Bộ Chính trị có kết luận số 102 về hội quần chúng, trong đó chỉ đạo về nguyên tắc trước mắt giữ nguyên các hội đã được xác định là hội, là tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, không đặt vấn đề công nhận mới các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Do đó, việc đề nghị thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân là tổ chức chính trị xã hội là không phù hợp để thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ công an hưu trí, đồng thời tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị công an các địa phương về các hoạt động của các câu lạc bộ công an hưu trí. Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công an các cấp đối với câu lạc bộ công an hưu trí.
trong đó thống nhất thành lập câu lạc bộ công an hưu trí từ trung ương đến cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy mô hình các câu lạc bộ công an hưu trí các cấp bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, do đó tổng kết chỉ thị 15, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất tiếp tục đề nghị Bộ Chính trị duyệt chủ trương thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã xây dựng đề án thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mang tính đặc thù và đã được tổ chức thảo luận lấy ý kiến của các ban trung ương đảng, các bộ ngành địa phương có liên quan. Tuy nhiên, việc đề nghị thành lập hội là tổ chức chính trị xã hội giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, khó thực hiện. Do đó, trước mắt căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội quần chúng là và quy định của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương có tờ trình số 119 báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Sau 2 năm triển khai thành lập, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiến hành sơ kết và tổ chức các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định về xác định tính chất của hội là tổ chức chính trị xã hội. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 5752 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, ngày 7 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 1106 về công nhận ban vận động thành lập hội gồm 74 đồng chí đại diện cho các câu lạc bộ từ bộ đến địa phương, do đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là trưởng ban vận động để thực hiện trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ ra quyết định cho phép thành lập hội. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Thường trực Ban Vận động Hội làm việc trực tiếp với lãnh đạo Bộ Nội vụ để thống nhất tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ, ban ngành có liên quan đối với dự thảo điều lệ và dự kiến chương trình kế hoạch tổ chức đại hội thành lập hội. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 567 về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, mốc son cho việc xây dựng hệ thống tổ chức chính trị thống nhất để tập hợp, động viên các thế hệ công an tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng công an Việt Nam. Ngày 16-17 tháng 8 năm 2023, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được tổ chức và thành công tốt đẹp. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra và thành công tốt đẹp. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc thành phố và Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Công an hưu trí quận Lê Chân phối hợp với Công an quận, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân quận tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban quận ra quyết định số 1205 ngày 30 tháng 5 năm 2024 về việc công nhận ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam quận Lê Chân. Ban vận động thành lập Hội Cựu tiếp tục phối hợp với Công an quận, Phòng Nội vụ, Ủy ban quận triển khai thực hiện nội dung trình tự thủ tục thành lập hội và tổ chức đại hội theo quy định. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban thành phố ban hành quyết định số 12512 về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an quận Lê Chân thành phố Hải Phòng. Kính thưa đại hội, thay mặt cho ban chủ tịch, tôi đã báo cáo tóm tắt quá trình thành lập hội, xin chân thành cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng
giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thúy Uyên, trưởng phòng nội vụ lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban thành phố về cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân và điều hành phần tổ chức trao quyết định. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, được sự phân công của ban tổ chức đại hội, sau đây tôi xin phép được công bố quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, số 2512, Hải Phòng ngày 23 tháng 7 năm 2024, quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, nghị định số 33 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 45 và thông tư của Bộ Nội vụ, căn cứ quyết định số 2563 ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước của hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xét đơn đề nghị của trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân và đề nghị của Sở Nội vụ thành phố, quyết định điều 1 cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Điều 2, hội là tổ chức của các thế hệ cựu công an nhân dân quận Lê Chân, hoạt động trong phạm vi quận theo quy định của pháp luật và theo điều lệ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội. Hội có tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Hội có trách nhiệm tổ chức đại hội để thông qua nghị quyết thống nhất sử dụng điều lệ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, bầu ban lãnh đạo và hoàn chỉnh các thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân phê duyệt theo quy định. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký. Sau đây, xin kính mời đồng chí Ngô Tiến Khang, trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lên vị trí danh dự nhận quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận lên trao quyết định. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Như ngày hôm nay, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam quận Lê Chân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí để tổ chức hoạt động của hội ngày càng phát triển vững mạnh. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, ngày 30 tháng 10 năm 2023, điều lệ của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định 858 QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Điều lệ của Hội Cựu Công an dân Việt Nam có 8 chương, 28 điều. Tại chương 1, bản điều lệ đã quy định tên gọi của hội là Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Hội có tôn chỉ mục đích, có địa vị pháp lý, có tư cách pháp nhân của hội, có con dấu, có tài khoản, có trụ sở hoạt động của hội, là một tổ chức hoạt động trong phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, trong bản quy định nêu rất rõ về tiêu chuẩn kết nạp hội viên, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên, quy định rõ thủ tục kết nạp, thủ tục cho hội viên ra khỏi hội và nhiều nội dung quan trọng khác. Toàn văn bản điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã được thông qua tại buổi phụ nghị ngày hôm qua. Sau đây, tôi xin phép trình bày phần phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ vào điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam để phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động thực tiễn của quận Lê Chân, ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam quận Lê Chân xây dựng phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung như sau. 1. Sau đại hội thành lập, ban chấp hành hội khẩn trương báo cáo với thường trực quận ủy, ủy ban nhân dân quận, công an quận và các cấp có thẩm quyền về kết quả đại hội, đồng thời phối hợp với công an quận báo cáo xin ý kiến công an thành phố, ủy ban nhân dân quận về việc triển khai tổ chức đại hội Cựu Công an nhân dân tại cơ sở phường nhiệm kỳ 2024-2029. 2. Ban chấp hành hội tiến hành xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức quán triệt tập huấn điều lệ hội đến toàn thể hội viên để lãnh đạo điều hành hoạt động của hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt được nội dung tôn chỉ mục đích đề ra. 3. Thường xuyên tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Hội Cựu Công an nhân Việt Nam thành phố, quận ủy, ủy ban nhân quận, đảng ủy, lãnh đạo công an quận và các ban ngành đoàn thể liên quan để xác định nhiệm vụ hoạt động của hội trong từng giai đoạn, gắn liền với thực tiễn, hướng tới các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia các hoạt động sinh hoạt xã hội, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 4. Tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết hội viên thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của hội, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, động viên hội viên phát huy kinh nghiệm tham gia hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác xã hội, công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, phổ biến hướng dẫn hội viên tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của hội. 5. Tham gia đóng góp xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác hoạt động giữa Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam quận Lê Chân với Hội Cựu Công an nhân dân ở cơ sở phường, với công an quận và công an phường. 6. Tổ chức chăm lo giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe đời sống vật chất tinh thần, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, phối hợp các đơn vị chức năng công an quận và cấp chính quyền thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hội viên theo quy định. 7. Thường xuyên tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật cho hội viên, tổ chức cho hội viên giao lưu gặp mặt tham quan về nguồn
trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động với hội của các địa phương trong và ngoài thành phố, phát huy vai trò và duy trì phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe tinh thần của hội viên với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Kính thưa đại hội, trên đây là toàn văn báo cáo phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2021-2029. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí cho ý kiến biểu quyết? Vâng, xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến nào khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của hội. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa toàn chủ tịch, kính thưa đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo với đại hội về đề án nhân sự, dự kiến của ban vận động và các bước tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 24-29 của đại hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân. Căn cứ vào quyết định số 2512 ngày 23 tháng 7 2024 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân, công văn số 23 số 5065 ngày 23 tháng 7 năm 2024 của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban vận động đã tranh thủ sự hỗ trợ và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân và của Đảng ủy lãnh đạo công an quận Lê Chân đã được các đồng chí nhất trí và thông qua. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày về đề án nhân sự như sau. Một, về yêu cầu tiêu chuẩn trung thành với tôn chỉ mục đích của đại hội, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội, có năng lực chỉ đạo điều hành, có tinh thần xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu lợi ích chính đáng của hội viên. Hai, sức khỏe phải bảo đảm, có tinh thần trách nhiệm, năng lực, uy tín trong hội, tâm huyết và nhiệt tình với công tác hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân chủ, chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trung thực, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật, có tính nguyên tắc và đảm bảo tập trung dân chủ, hiểu biết về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác vận động quần chúng, có khả năng đoàn kết tập hợp hội viên, có tác phong quần chúng sát cơ sở, có tín nhiệm với cấp ủy chính quyền và nhân dân và hội viên. Về công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo về nguyên tắc tập trung dân chủ, khoa học, đảm bảo tiêu chuẩn của từng chức danh, đúng nguyên tắc của điều lệ hội cựu công an nhân dân Việt Nam, đáp ứng được mục đích yêu cầu của đại hội, kết hợp hài hòa ghi nhận sự cố gắng của một số các đồng chí lãnh đạo của các tổ đã vượt lên chính mình, khắc phục được những khó khăn trước mắt về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, rất nhiệt tình tận tâm với công việc được giao, được tập thể tín nhiệm cao. Hai, về số lượng cơ cấu, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn và tình hình đặc điểm của cán bộ công an nghỉ hưu trên địa bàn hiện nay, toàn quận hiện có 1.172 đồng chí đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn, trong đó có 615 đồng chí đang tham gia vào sinh hoạt của câu lạc bộ công an hưu trí quận Lê Chân. Tất cả 615 đồng chí đều có nguyện vọng tự nguyện đăng ký tham gia vào hội. Trong tương lai, số hội viên tham gia ngày một nhiều. Vì vậy, căn cứ vào tính chất, đặc điểm và phát triển của hội, do đó, đoàn chủ tịch đại hội báo cáo số lượng, cơ cấu ban chấp hành hội cựu công an nhân dân nhiệm kỳ 24, nhiệm kỳ 29 như sau.
1. Về ban chấp hành, số lượng là 25 đồng chí. Cơ cấu là ban thường vụ 7 đồng chí, ban kiểm tra 3 đồng chí và đại diện tổ công an hưu trí của các phường là 15 đồng chí. Và sau này sẽ đổi thành cái mô hình hoạt động của chi hội cựu công an nhân dân cấp phường. 2. Về ban thường vụ, dự kiến số lượng là 7 đồng chí. Cơ cấu: chủ tịch hội 1, phó chủ tịch hội 4, ban kiểm tra 1 và 1 đồng chí thường vụ đại diện cho 15 tổ cấp cơ sở. 3. Là ban kiểm tra, số lượng dự kiến số lượng là 3 đồng chí. Cơ cấu: 1 đồng chí trưởng ban là nằm trong ủy viên ban thường vụ và 2 đồng chí trong ủy viên ban chấp hành. Đoàn chủ tịch chúng tôi xin ý kiến đại hội về đề án nhân sự, số lượng ban chấp hành, số lượng ban thường vụ và số lượng ủy ban kiểm tra. Đề nghị đại hội các đồng chí cho ý kiến, nếu đồng chí nào nhất trí ta cho biểu quyết. Ngoài ra có đồng chí nào có ý kiến khác hoặc không có ý kiến? Vâng, xin cảm ơn. Như vậy 100% đại biểu nhất trí. Xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa đại hội, tiếp theo tôi xin báo cáo với đại hội về đề án danh sách nhân sự cụ thể như sau. 1. Đồng chí đại tá Ngô Tiến Khang, sinh năm 1950, nguyên trưởng công an quận Lê Chân, nguyên trưởng phòng PK02, ủy viên ban thường vụ Hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 23-28, trưởng ban vận động thành lập Hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân. 2. Đồng chí đại tá Lê Ngọc Lung, sinh năm 1955, nguyên phó trưởng công an quận Lê Chân, nguyên phó trưởng phòng PC08B. 3. Đại tá Nguyễn Thái Chính, sinh năm 1957, nguyên phó trưởng công an quận Lê Chân. 4. Đồng chí thượng tá Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1951, nguyên đội trưởng đội chính trị hậu cần công an quận Lê Chân. 5. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Lân, sinh năm 1959, nguyên trưởng công an phường Đông Hải, quận Lê Chân. 6. Đồng chí thượng tá Nguyễn Mạnh Vũ, sinh năm 1960, nguyên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Lê Chân. 7. Đồng chí thượng tá Hoàng Phượng, sinh năm 1955, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Lê Chân. 8. Đồng chí thượng tá Nguyễn Kim Long, sinh năm 1956, nguyên cán bộ phòng P01. 9. Đồng chí thượng tá Vũ Văn Tăng, sinh năm 1954, nguyên đội trưởng đội tổng hợp phòng PC06. 10. Đồng chí thượng tá Hoàng Đức Hải, sinh năm 1955, nguyên trưởng công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 11. Đồng chí thiếu tá Cao Xuân Minh, sinh năm 1956, nguyên cán bộ công an phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. 12. Đồng chí thượng tá Đoàn Văn Nguyệt, sinh năm 1958, nguyên phó đội trưởng đội 2 phòng PC08. 13. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1949, nguyên đội trưởng đội giao thông bưu điện phòng an ninh kinh tế. 14. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Thuất, sinh năm 1957, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Lê Chân. 15. Đồng chí thượng tá Đào Quang Vũ, sinh năm 1950, nguyên cán bộ phòng PK02. 16. Đồng chí thượng tá Nguyễn Công Thịnh, sinh năm 1955, nguyên phó đội trưởng đội chính trị hậu cần công an quận Lê Chân. 17. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Trắng, sinh năm 1954, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Lê Chân. 18. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Dụng, sinh năm 1960, nguyên cán bộ phòng của công an phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. 19. Đồng chí thượng tá Đỗ Xuân Dương, sinh năm 1945, nguyên phó đội trưởng phòng PV01. 20. Đồng chí thượng tá Cao Bá Hân, sinh năm 1953, nguyên trạm trưởng phòng PC08B. 21. Đồng chí thượng tá Vũ Sĩ Hiếp, sinh năm 1945, nguyên đội trưởng phòng PX03. 22. Đồng chí thiếu tá Hoàng Văn Vật, sinh năm 1960,
nguyên quán bộ cán bộ công an phường Đông Hải, quận Lê Chân. 23, đồng chí thượng tá Nguyễn Quang Quyến, sinh năm 1957, nguyên trưởng công an phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân. 24, đồng chí thượng tá Trần Văn Lân, sinh năm 1958, nguyên cán bộ phòng PK02. 25, đồng chí thượng tá Đào Thị Yên, sinh năm 1956, nguyên cán bộ phòng hậu cần công an thành phố. Trong số 25 đồng chí dự kiến vào ban chấp hành, chúng tôi xin giới thiệu 3 đồng chí vào ban kiểm tra, tức là trong số các đồng chí trong ban chấp hành. Một là đồng chí thượng tá Nguyễn Mạnh Vũ, sinh năm 1960, nguyên đội trưởng đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Lê Chân. Hai, đồng chí thượng tá Vũ Văn Tăng, sinh năm 1954, nguyên đội trưởng đội tổng hợp PC06. 3. Đồng chí thượng tá Nguyễn Kim Long, sinh năm 1956, nguyên cán bộ phòng PX01. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa báo cáo xong danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào ban chấp hành và ban kiểm tra. Sau đây xin ý kiến đại hội, đề nghị đại hội cho ý kiến những đồng chí nào nhất trí theo đề án của ban vận động chúng tôi, đề nghị các đồng chí cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn. Có những đồng chí nào không có ý kiến hoặc có ý kiến khác? Vâng, xin cảm ơn. Như vậy 100% đại biểu nhất trí với danh sách nhân sự nêu trên. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, để giúp đại hội thực hiện việc bầu cử thành công và đúng luật, đoàn chủ tịch dự kiến giới thiệu và xin ý kiến đại hội số lượng ban bầu cử là 5 đồng chí. Đề nghị đại hội cho ý kiến có nhất trí 5 không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và cụ thể 5 đồng chí như sau. 1. Đồng chí Phùng Đức Quý, trưởng ban. 2. Đồng chí Phạm Văn Bảo, thành viên. 3. Đồng chí Ngô Xuân Việt, thành viên. 4. Đồng chí Trịnh Thị Thúy, thành viên. Và 5. Là đồng chí Nguyễn Thị Thủy, thành viên. Chúng tôi xin ý kiến đại hội, đề nghị các đồng chí có nhất trí 5 đồng chí mà chúng tôi đã nêu trên. Có nhất trí không ạ? Vâng rồi. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí. Và xin cảm ơn đại biểu. Sau đây xin mời ban bầu cử, các đồng chí lên điều hành đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa toàn thể hội nghị, được đại hội tín nhiệm bầu 5 chúng tôi vào ban bầu cử, chúng tôi xin hứa sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, công tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại thời điểm này, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra tư cách đại biểu, tổng số đại biểu có mặt dự đại hội là 135 đồng chí đều đủ tư cách. Tại phiên chuẩn bị, đại hội thống nhất bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Các đại biểu nhất trí giơ tay phải biểu quyết một lần cho tất cả các ứng viên trong danh sách bầu cử. Cái chỗ này thì báo cáo chỉ là đếm tay nên là các đồng chí lưu ý rồi giơ tay lâu lâu để trong cái ban kiểm phiếu chúng tôi đếm cho nó chắc ăn. Đây cái đồng chí Dương Quang Bảo, tổ trưởng tổ kiểm phiếu, và đồng chí Trịnh Thị Kim Thúy cùng các đồng chí trong tổ kiểm phiếu, các đồng chí đứng dậy để chia làm 3 đơn vị, 3 hàng của lực lượng chúng ta tham gia đại hội để kiểm đếm cho thật chính xác. Đề nghị các đồng chí cho biểu quyết và biểu quyết một lần mà có danh sách 25 đồng chí. Nguyễn Thành Xuân đã thông qua danh sách rồi, tôi có cần thông qua danh sách nữa không ạ? Vâng, thế không cần thông qua danh sách thì xin đề nghị các đồng chí lưu ý cho nào. Mời các đồng chí. Đề nghị các đồng chí trong hội trường chú ý này, nhất đồng chí nào nhất trí bầu 25 đồng chí có danh sách, đồng chí Nguyễn Thành Xuân đã thông báo với toàn thể đại hội, nhất trí vào bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ 24-29 của công an quận Lê Chân, đề nghị các đồng chí cho biểu quyết giơ tay. Các đồng chí giơ lâu thế. Các
đồng chí, nếu xong đồng chí cho tôi xin ý kiến thì tôi còn cho anh em dừng tay nhá. Đây, tôi cũng được các đồng chí ủng hộ và làm trong thời gian rất nhanh, cũng thông qua các đồng chí là được sự tín nhiệm của toàn thể các đồng chí bầu năm chúng tôi vào cái tổ kiểm phiếu, nhưng mà tổ kiểm phiếu này là giơ tay trực tiếp thì tổng số có 135 đồng chí dự đại hội chính thức, thì có 135 đồng chí biểu quyết nhất trí 100%, gồm 25 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2025 vào ban lãnh đạo của hội cựu hưu trí công an dân quận Lê Chân. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành hội cựu quan quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây đại hội xin phép nghỉ giải lao 15 phút. Mời các đồng chí trong ban chấp hành về phòng họp số 2, tầng 2 của huyện ủy, của quận ủy để chúng ta tổ chức kỳ họp thứ nhất của ban chấp hành. Xin kính mời các đồng chí. Theo ý kiến của chủ tịch đoàn dự kiến thế này, ban thường vụ 7 đồng chí, tôi là 1, đồng chí Chính là 2, đồng chí Dung là 3, đồng chí Xuân là 4, đồng chí Dung là 5, đồng chí Phượng là 6, đồng chí Vũ là 7. Các đồng chí nào nhất trí, đồng chí giơ tay. Kiểm tra là 3 đồng chí, đồng chí Vũ là 1, đồng chí Tâm là 2, đồng chí Tăng là 3. Đồng chí nào nhất trí, số lượng mà. Thế còn là lãnh đạo thì chủ tịch là tôi, tôi mới nhận luôn. Tôi là chủ tịch, đồng chí Lung là phó chủ tịch, đồng chí Chính là phó chủ tịch, đồng chí Xuân là phó chủ tịch, Kim Lân là phó chủ tịch. Còn có 1 chủ tịch và 4 phó, nếu đồng chí nào nhất trí cho giơ tay. Xong chưa? Xong rồi, không có gì đó. Ban kiểm tra. Trưởng ban kiểm tra là đồng chí Vũ. Còn 2 ủy viên là đồng chí Long và đồng chí Tăng. Ba, cái công chí tổ trưởng công chí nắm rồi ghi lại, sau này là hoạt động theo điều lệ. Đấy, chính cái tín là xong là đến đấy ông chính tín lên xong là ra mắt. Nhưng mà đây là mình chỉ bầu chủ nhiệm ban kiểm tra thôi, chứ không nhận đâu bầu ủy viên kiểm tra, đúng không? Đúng. Em sẽ không công bố ủy viên kiểm tra đấy. Rồi, khỏe lắm. Đi lên. Chính thì chỗ này nhá. Kính thưa đại hội, căn cứ kết quả của đại hội, ban chấp hành hội tiến hành phiên họp thứ nhất đã bầu ra các ban thường vụ và các ban lãnh đạo của các hội, ban kiểm tra, ban kiểm phiếu. Tôi xin công bố kết quả bầu chức danh nêu trên. Thứ nhất, ban chấp hành hội thống nhất bầu ban thường vụ hội gồm 7 đồng chí có tên cụ thể sau: 1. Đồng chí đại tá Ngô Tiến Khang. 2. Đồng chí đại tá Lê Ngọc Lung. 3. Đồng chí đại tá Nguyễn Thái Chính. 4. Đồng chí thượng tá Nguyễn Thanh Xuân. 5. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Ân. 6. Đồng chí thượng tá Nguyễn Mạnh Vũ. 7. Đồng chí thượng tá Hoàng Phượng. 2. Ban chấp hành hội thống nhất bầu chủ tịch và phó chủ tịch hội cụ thể như sau: 1. Chủ tịch hội đồng chí Ngô Tiến Khang. Các phó chủ tịch hội gồm: 1. Đồng chí đại tá Lê Hoàng Lung. 2. Đồng chí đại tá Nguyễn Thái Chính. 3. Đồng chí thượng tá Nguyễn Thanh Xuân. 4. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Linh. 3. Ban chấp hành hội thống nhất bầu trưởng ban kiểm tra đồng chí thượng tá Nguyễn Mạnh Vũ. Sau đây tôi xin kính mời các đồng chí trong ban chấp hành hội cựu công an quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 lên sân khấu ra mắt đại hội. Xin kính mời các đồng chí.
Quận Lê Chân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân, kính thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể các đồng chí. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể đại hội, vừa rồi chúng ta đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Chính trình bày quá trình thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Có thể nói rằng từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm đến lực lượng cán bộ công an hưu trí chúng ta. Bộ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng như đồng chí Nguyễn Tài Chính đã trình bày rất nhiều lần có đề án xây dựng để đề nghị thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Qua nhiều lần hội thảo và qua nhiều lần lấy ý kiến của các ban ngành, và cuối cùng thì Bộ Nội vụ cũng đã có cái quyết định thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là một tổ chức mà chúng ta có thể nói là một mốc son trong cái quá trình hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ công an hưu trí nói riêng của chúng ta. Báo cáo với các đồng chí là qua các cái lần hội thảo để mà ra được cái quyết định thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam thì phải nói rằng Bộ Công an đã rất nhiều lần, như đồng chí Nguyễn Thái Chính đã trình bày đấy, là lấy ý kiến hội thảo của các ban đảng trung ương, rồi các ngành, các cơ quan, kể cả là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến là sửa đổi cái pháp lệnh Hội cựu chiến binh để đưa lực lượng hưu trí của chúng ta cùng về tham gia đấy, nhưng cũng chưa được giải quyết. Thì báo cáo với các đồng chí là thấy được là cái quá trình mà xây dựng cái để mà có cái Hội cựu Công an Nhân dân của chúng ta được thành lập như thế này là một quá trình. Và ngay trong cái điều lệ
Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam mà Bộ Nội vụ cũng đã có cái quyết định phê duyệt đấy, thì báo cáo với các bác, với các đồng chí là lúc nãy là đồng chí Lê Ngọc Dung có trình bày cái điều lệ Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam ấy, thì các bác thấy là có rất nhiều điều, nhưng mà quan trọng nhất là ở cái điều 7 ấy. Và trong điều 7 thì báo cáo với các bác là có 12 nhiệm vụ của Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Thì chúng ta rất chú ý là có một cái điều, cái nhiệm vụ thứ 12 đấy là thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Thì báo cáo với đại hội là riêng cái nhiệm vụ thứ 12 này để mà đưa được vào cái chỗ này Bộ Nội vụ duyệt cái nhiệm vụ thứ 12 của điều 7. Điều 7 đấy thì đây cũng là một điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì muốn trở thành là hội chính trị xã hội thì phải được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Thế thì báo cáo với các bác trong đại hội là chúng ta đã hội thảo nhiều lần và Bộ Nội vụ cuối cùng cũng đã thống nhất đưa vào cái trong điều 7 cái nhiệm vụ 12 đấy là thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là rất là quan trọng. Bởi vì trong đề án của Bộ Công an trình Bộ Chính trị là sau 2 năm sơ kết cái hoạt động của Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam thì sẽ trình lại Ban Bí thư và Bộ Chính trị cho ý kiến là Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam là hội thuộc được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Thì báo cáo với đại hội là chúng ta chờ tức là năm 2023 thì đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập vào tháng 7. Thì đến tháng 7 năm 2025 thì Bộ sẽ có cái sơ kết và sẽ có báo cáo lại với Ban Bí thư và Bộ Chính trị để chúng ta xem là lúc đó có được công nhận là hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ hay không, để báo cáo với các đồng chí như vậy. Và để làm được cái này thì báo cáo với đại hội là chúng ta đang thành lập thì cũng là một cái bước để dần dần để trở thành hội của được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Kính thưa đại hội, vừa rồi đại hội đã nghe báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2028 của Hội cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân. Tôi rất đồng tình với 7 nội dung đã được nêu trong báo cáo. Sau đây tôi xin đề nghị các đồng chí thực hiện một số điều quan trọng sau đây. Một là sau đại hội này, đề nghị lãnh đạo hội, ban thường vụ, ban chấp hành và ban kiểm tra của hội khẩn trương xây dựng quy chế làm việc cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên và xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện, trong cả quá trình đại hội 5 năm và từng năm cho sát thực. Hai là kịp thời tuyên truyền, quán triệt điều lệ Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam đến đông đảo sĩ quan, cán bộ chiến sĩ, các thế hệ công an hưu trí đang cư trú, sinh sống trên địa bàn quận Lê Chân có nguyện vọng xin tham gia vào hội theo quy định để kết nạp vào hội viên của hội. Thì vừa rồi các đồng chí cũng đã nghe trong đại hội, chúng tôi thấy rằng hiện nay là cán bộ hưu trí, công an hưu trí sinh sống trên địa bàn quận Lê Chân gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, và hiện nay trong câu lạc bộ với hơn 600, vậy thì còn lại khoảng gần 400 cán bộ chiến sĩ công an hưu trí sinh sống trên địa bàn quận Lê Chân. Thì chúng tôi thấy rằng chúng ta cũng phải có cái tuyên truyền để những người, những cán bộ công an hưu trí sinh sống trên địa bàn này tham gia vào hội. Ba là phải thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của điều lệ hội. Bốn là xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với công an quận, công an phường, có sự phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường thuộc quận để tổ chức thành lập các chi hội cựu Công an Nhân dân tại các phường thuộc quận Lê Chân theo điều lệ của Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam.
Thưa đại hội, là trong điều lệ của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam thì Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam có 3 cấp. Thì thưa với các đồng chí là trong đề án của Bộ Công an trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư là chúng ta đề nghị là 4 cấp. Trong đó có cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện, thị xã và cấp phường xã. Thế nhưng mà thưa với các đồng chí trong đại hội là khi hội thảo về cái điều lệ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cũng rất nhiều ý kiến khác nhau. Riêng cái việc chúng ta đưa vào cái cấp thứ tư là cấp cấp xã đấy thì nhiều ý kiến tham gia tại cái hội thảo ấy thì có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến đưa ra là nhiều xã là không đủ điều kiện để mà thành lập cái Hội Cựu Công an Nhân dân cấp xã. Cho nên cuối cùng thì đến kết luận là chỉ còn 3 cấp là cấp trung ương là Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp quận, huyện, thị xã và các chi hội là ở cấp phường, xã. Kính thưa đại hội, nhân đại hội này thay mặt Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng, tôi kính đề nghị quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân, các cơ quan chức năng thuộc quận và lãnh đạo công an quận Lê Chân cùng với ủy ban nhân dân các phường và công an các phường thuộc quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân và các chi hội cựu công an nhân dân ở các phường thực hiện có hiệu quả. Thay mặt cho lãnh đạo Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng, tôi xin trân trọng cảm ơn quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân và các cơ quan chức năng của quận, lãnh đạo công an quận Lê Chân đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng các đồng chí đã được đại hội bầu vào ban chấp hành. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí, lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tiếp theo, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, thay mặt lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận phát biểu với đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Đông Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận Lê Chân. Kính thưa đồng chí Đại tá Phạm Gia Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo quận, các đồng chí nguyên lãnh đạo của Công an quận Lê Chân qua các thời kỳ. Kính thưa toàn thể các quý đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo quận đến dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các bác, các đồng chí công an hưu trí, công an quận lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các bác, các đồng chí, Hội Cựu Công an Nhân dân là một tổ chức quan trọng được thành lập và xác định hoạt động theo tôn chỉ, mục đích rõ ràng, có địa vị pháp lý, tổ chức chặt chẽ, mang ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, tinh thần của các đồng chí cựu công an nhân dân. Các bác, các đồng chí là những người bản lĩnh đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các bác, các đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển quận Lê Chân nói riêng. Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thực sự là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là mốc son trong việc xây dựng một hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục
giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Tại đại hội hôm nay, qua nghe bài phát biểu khai mạc, các nội dung chương trình, báo cáo khái quát quá trình thành lập, phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân quận nhiệm kỳ 2024-2029 cho thấy đã chi tiết và toàn diện. Để Hội Cựu Công an Nhân dân quận hoạt động theo đúng tinh thần của đại hội, tôi đề nghị như sau. Một là đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân quận sớm ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần cùng lực lượng công an quận trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cần nghiên cứu kỹ điều lệ hội, hướng dẫn của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Xây dựng Hội Cựu Công an Nhân dân quận thực sự vững mạnh, đồng thời hoạt động đúng tôn chỉ mục đích là tổ chức tập hợp các thế hệ cựu công an nhân dân, quan tâm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo đúng quy định của pháp luật, động viên giúp đỡ hội, động viên giúp đỡ hội viên trong cuộc sống đời thường, cùng giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người cán bộ công an nhân dân, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hai là Ban chấp hành hội và hội viên cựu công an nhân dân quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí hội viên phát huy lối sống mẫu mực là tấm gương sáng giáo dục con cháu xây dựng lối sống văn hóa, các chuẩn mực đạo đức, văn minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là công dân tốt, là đảng viên tốt tại cơ sở nơi sinh sống và nơi công tác. Ba là đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp và các ban ngành có liên quan của quận, đặc biệt là đảng ủy, lãnh đạo công an quận luôn quan tâm, chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ động viên, khích lệ để Hội Cựu Công an Nhân dân quận hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ mục đích đề ra, gắn nhiệm vụ của hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng củng cố phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo quận xin kính chúc các bác, các đồng chí, các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí đại tá Phạm Gia Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an dân Việt Nam thành phố Hải Phòng, và đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân quận Lê Chân. Phát biểu với đại hội, thay mặt đại hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam quận Lê Chân, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí đã dành cho Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam quận Lê Chân những ý kiến chỉ đạo. Ban chấp hành hội sẽ cụ thể hóa vào nghị quyết và chương trình hoạt động của hội để hội ngày càng đạt được kết quả tốt nhất. Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân một lần nữa rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí để hội ngày càng phát triển và vững mạnh. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đồng chí Hoàng Phượng thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đại hội, thay mặt Ban Thư ký đại hội, tôi xin trình bày toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy quận Lê Chân và Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Lê Chân, đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029
được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 tại hội trường quận Lê Chân với 135 đại biểu tham dự đầy đủ các nội dung chương trình làm việc của đại hội. Đại hội quyết nghị: một, đại hội thống nhất biểu quyết thừa nhận và hoạt động theo đề đại hội cựu công an nhân Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 25 đồng chí, ban kiểm tra 3 đồng chí, ban chấp hành bầu ban thường vụ gồm 7 đồng chí, lãnh đạo hội 5 đồng chí. 2. Đại hội thống nhất phương án thông qua hoạt động của Hội cựu quan nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. 3. Sau đại hội thành lập hội, ban chấp hành hội khẩn trương báo cáo thường trực quận ủy, ủy ban nhân quận, công an quận Lê Chân và các cấp có thẩm quyền kết quả đại hội, đồng thời phối hợp công an quận báo cáo xin ý kiến công an thành phố, ủy ban nhân quận về việc triển khai tổ chức đại hội cựu công an nhân dân tại cơ sở phường nhiệm kỳ 2024-2029. 4. Ban chấp hành hội tiến hành xây dựng các quy chế hoạt động và tổ chức quán triệt, tập huấn điều lệ hội đến toàn thể hội viên để việc lãnh đạo điều hành hoạt động của hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt được các nội dung theo tôn chỉ mục đích đã đề ra. 5. Thường xuyên tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Hội cựu công an nhân dân thành phố, của quận ủy, ủy ban nhân quận, của đảng ủy, lãnh đạo công an quận và các ban ngành đoàn thể liên quan để xác định nhiệm vụ hoạt động của hội trong từng giai đoạn gắn liền với thực tiễn, hướng tới các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, giữ vững và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 6. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của hội, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở, động viên hội viên phát huy kinh nghiệm tham gia hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác xã hội tại địa phương, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, phổ biến hướng dẫn hội viên tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh gương mẫu, thực hiện đúng đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ quy chế quy định của hội. 7. Tham gia đóng góp xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau trong công tác hoạt động của Hội cựu công an dân quận Lê Chân, Hội cựu công an dân tại cơ sở phường với công an quận, công an phường. 8. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần, tổ chức các hoạt động tình nghĩa đồng đội, phối hợp với đơn vị chức năng công an quận và các cấp chính quyền thực hiện chế độ chính sách cho hội viên theo quy định. 9. Thường xuyên tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật cho hội viên, tổ chức cho hội viên giao lưu gặp mặt, tham quan về nguồn, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động với hội các địa phương trong và ngoài thành phố, phát động và duy trì các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe tinh thần cho hội viên với phương châm sống vui, sống khỏe, sống quý cho xã hội. Đại hội thành lập Hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân kêu gọi toàn thể hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam, giữ gìn phẩm chất đạo đức và danh dự của người cán bộ chiến sĩ công an, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Kính thưa đại hội, thay mặt ban thư ký, tôi vừa thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội thành lập Hội cựu công an nhân dân quận Lê Chân lần nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe đồng chí trưởng ban thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với 9 nội dung dự thảo nghị quyết, đề nghị chúng ta cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Vâng, như vậy 100% đại hội đại biểu chúng ta đã nhất trí với 9 nội dung dự thảo nghị quyết của ban thư ký nhiệm kỳ 2024-2029 của đại hội cựu công an quận, công an nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng và giới thiệu kính mời đồng chí Ngô Tiến Khang thay mặt đoàn chủ tịch lên phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa các đồng chí quý khách đại biểu, quý khách kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao, đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã thông qua các nội dung thống nhất hoạt động theo điều lệ của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Đại hội nhất trí với phương hướng hoạt động của hội của nhiệm kỳ 2024-2029, nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội bầu ban chấp hành gồm 25 đồng chí, bầu ban kiểm tra 3 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, ban chấp hành bầu ban thường vụ 7 đồng chí và lãnh đạo 5 đồng chí. Kính thưa đại hội, trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, ban vận động thành lập Hội Cựu Công an quận Lê Chân luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện chỉ đạo Hội Cựu Công an Nhân dân của Công an Nhân dân thành phố, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân, đảng ủy, lãnh đạo công an quận, sự phối kết hợp kịp thời có hiệu quả của phòng nội vụ, ủy ban nhân dân quận. Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, đồng chí Phạm Gia Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban quận đến dự và phát biểu ý kiến. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo công an quận qua các thời kỳ, trưởng phó công an quận. Sự có mặt của các quý vị đại biểu, khách quý là nguồn động viên to lớn góp phần vào thành công của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội và đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân thành công tốt đẹp, đó là dấu mốc, là niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào của đội ngũ cán bộ công an trên địa bàn quận Lê Chân nói riêng và của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an đương chức nói chung. Vì từ nay chính thức có một tổ chức hội thống nhất được thành lập để tập hợp đoàn kết hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ và công an hưu trí sau nhiều năm đề nghị. Với phương châm là đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, tuổi gương sáng, tuổi cao gương sáng, toàn thể hội viên của Hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, bảo vệ an ninh trật tự và ổn định phát triển kinh tế ở cơ sở. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc đại hội Cựu Công an Nhân dân quận Lê Chân nhiệm kỳ thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đại biểu, toàn thể các đồng chí hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.